Vào sáng ngày 12 tháng 4, làng giải trí Hàn Quốc đã bị hoang mang trước thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng Park Bo Ram đột ngột qua đời vào chiều ngày 11 tháng 4 theo giờ địa phương. Park Bo Ram mới 30 tuổi và cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân. Theo cảnh sát Nam Yang Ju, vào hồi 21 giờ 55 phút ngày 11 tháng 4, Park Bo Ram đã gục xuống bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh của nhà một người bạn khi uống rượu. Bạn bè của nữ ca sĩ đã gọi cấp cứu và cố gắng hô hấp nhân tạo sau khi phát hiện cô bất tỉnh. Xe cấp cứu tới hiện trường đã đưa Park Bo Ram đến bệnh viện Guri thuộc Đại học Hàn Giang. Không may, nữ ca sĩ đã qua đời ở lúc 23 giờ 17 phút. Cảnh sát dự định điều tra thêm nguyên nhân cái chết của Park Bo Ram bằng cách yêu cầu cơ quan pháp y quốc gia khám nghiệm tử thi. Park Bo Ram sinh năm 1994, là giọng ca nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô nhận được sự chú ý sau khi xuất hiện trong chương trình thể giọng Superstar K2 của Mnet vào năm 2010. Năm 2014, Park Bo Ram chào sân với ca khúc hit Beautiful. Cùng năm, Bo Ram thắng giải nghệ sĩ mới xuất sắc tại MAMA, Melon Music Awards. Kể từ đó, Park Bo Ram vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo. Cô còn góp giọng cho các bản nhạc phim của Reply 1988, Prison Playbook.